đây là viện bảo tàng thiên nhiên của quốc gia, có con voi bự thiệt bự ở trên cái vòm trên viện bảo tàng này. Mới vừa cái cổng rồi con nít rồi vô đây là khoái lắm. Dạ, Như Lan rồi khoái. Con nói gì? Từ từ con, để cho mọi người chụp hình xong rồi đi. Anh Tâm đứng ra cười chào, chào bà nội đi kìa con. Hả? Con nói con chào bà nội đi. Chào bà nội. Hồi nãy mình đi đó.